Mỗi sáng thức dậy, dường như ước mơ của tôi lại càng trở nên xa vời hơn. Vì cái mà tôi đang theo đuổi, có lẽ không một gia đình nào muốn con cái của mình đi theo cả. Tôi vấp phải sự phản đối của bố, người duy nhất ủng hộ tôi là mẹ. Nhưng bà đã ra đi, và còn lại đó những trận cãi vã của hai bố con. Khi tôi bước chân ra khỏi nhà, tôi chỉ có vỏn vẹn vài trăm nghìn cùng sự giúp đỡ của một vài người bạn. Tôi đã phải tự tìm một công việc để trang trải cuộc sống của mình. Chào cả nhà nhá. Ok, chào em. Ui, quá tuyệt vời. Donate luôn em ơi. Nào, được mọi người theo tôi nhá. Cẩn thận đấy, đằng sau nhá. Yeah. Vào đi. Ông kia lạc đường à? Có điện vào đây à? Hiện tại con rất khó khăn, con cần sự trợ giúp của bố. Sao mày không nghĩ đến những lúc như này khi mày bước chân ra khỏi nhà này ấy? Mày cứ sống mãi với tư tưởng mẹ mày, mày không ngóc đầu lên được đâu con ạ. Con bố đừng nhắc đến mẹ như vậy. Mẹ chỉ muốn con sống đúng với ước mơ của mình thôi. Lần này con gọi cho bố cũng không muốn xin xỏ gì cả. Con chỉ muốn vay. Thế mày cứ sống như vậy đi và đừng gọi về đây xin sự giúp đỡ từ gia đình này nữa. Em cảm ơn anh đã cho em cuộc hẹn này. Hiện tại cuộc sống của em rất khó khăn. Việc em từ bỏ gia đình đã khiến em mất rất nhiều thứ. Nhưng nếu bây giờ em từ bỏ đi đam mê của mình thì có lẽ em sẽ mất đi tất cả. Cô ấy tin tưởng vào tôi, việc tôi được chọn cậu ấy vì tôi nhìn có hình ảnh ngày xưa của mình trong con người cậu, một sự nhiệt huyết và tài năng. Và cũng như cậu ấy, gia đình tôi hoàn toàn chối bỏ tôi, họ ngăn cản mọi thứ để tôi đi đến ước mơ của mình. Và bây giờ có một chút gì đó trong tay, tôi muốn giúp cậu. Với giữa dắt của tôi hoàn toàn tin tưởng chúng ta là đỉnh điểm chung kết thế giới. Tôi tin vào cậu, tin tưởng vào năng lực của mình, tin tưởng vào chúng ta. Chắc chắn thành công, chắc chắn thành công. Let's go.
Nhiều người đã nghĩ rằng sự thành công ngày hôm nay của tôi thật dễ dàng, nhưng họ không hề hay biết rằng tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đó đã có thể là những bữa cơm thân mật ở bên gia đình, hay những buổi trà đá trò chuyện cùng bạn bè. Thế nhưng có lẽ điều tôi mong ước nhất bây giờ là được cùng bố hưởng trọn phút giây hạnh phúc này. Alo. Cái gì? Con xin lỗi bố.